Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Sơn xin chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Thì hôm nay bonsai mình Kim Sơn giao lưu với nhà mình một lô hải châu lá nhỏ hàng phôi mới về luôn nha mình nha. Thì có cây thì nó cũng giữ được một ít đất rinh, còn có cây thì nó cũng không có nha mình. Bởi vì cái hàng này là đánh ở vùng vùng biển cho nên là nó rất là cằn cỗi và cái thân nó không có to được nhiều. Đó thì sau thời gian mà 2 đến 3 ngày mình nhận được hàng thì mình xé nhẹ cái bọc này ra và mình cắt gọn rễ, rồi nói chung là cái đất nó rớt cái gì thì nó rớt, còn nó còn cái gì thì nó còn. Sau đó mình pha thêm chất trồng cho Sơn là 50% sơ dừa, 50% còn lại là cát với đất. Đó, và mình trồng ươm hết ở trong mát, nếu ngoài nắng là phải có lưới che nha mình. Đó, rồi sau đó mình tưới thêm các dòng kích rễ như N3M, Rose Atonic để nó kích thích sinh trưởng thêm. Rồi tất cả các đơn hàng Sơn giao lưu với nhà mình, Sơn đều trích phần trăm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vào ngày chủ nhật hàng tuần nha. Rồi, số điện thoại của Sơn là 0911 470 409, số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn. Rồi cây đầu tiên của lô này có mã số là 356. Cây này là một cụm có hoành là 36. Cây cao là 45, Sơn xin giao lưu là 300k bao ship. Đây là một cụm không liền cốt. Bên ba thân này là một cụm, bốn thân này là một cụm. Nói chung là bên này một cụm, bên đây một cụm. Nhưng mà nó liền chung bể đất tự nhiên chứ không phải bên Sơn ráp vô nha mình. Đó. Nếu về thì mình không ưng thì mình tách ra thành hai cụm cũng được, không sao. Nhưng mà mình tách sao cho nó hợp lý, cho nó nhẹ nhàng nha mình. Đó. Rồi mã số 356, 300k bao ship, cụm tàn thiên nhiên nha mình. Lá nó rất là nhiều nhưng sở dĩ Sơn phải cắt đi là để cho đảm bảo được cái sự sống nó cao hơn. Đó. Nếu mà mình ham mình để lá là cái tỷ lệ sống nó rất là thấp. Đó. Rồi mã số 356 300k bao ship là một cụm hải châu không liền cốt lá nhỏ. Nó cái này gồm có hai cụm chung bề đất tự nhiên nha mình nha. Rồi mã số 356 Sơn xin xuống luôn. Rồi mã số 357 250k bao ship. Thân lắc lượng rất là đẹp. Thân lắc lượng rất là ok luôn nha mình. 357 250k bao ship. Mã số 357 250k bao ship, nó hơi cao á thì Sơn để ra đây. 357 250k bao ship, thân thì cũng bằng cái đây á nha mình. Thân lắc lượng rất là đẹp. Rồi Sơn xin xuống cái này luôn. Rồi mã số 358. 358 là một cụm không liền cốt. Bên này là một cụm, bên đây là một cụm nha mình. Đây. Hai cụm. Nhưng mà nó cùng chung bể đất tự nhiên, nó kết nối tự nhiên từ xa xưa rồi. Đó. Cụm này có tổng hoành cụm là 43, cây cao là 32. Có mã số là 358. Sơn xin giao lưu nhanh 300k bao ship, nhà mình ủng hộ Sơn nha. Mã số 358 là một cụm hải châu lá nhỏ, hàng phôi mới về, 300k bao ship. Cái đây thì nó vẫn giữ được một ít đất rin nha mình. 358, 300k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Rồi mã số 359. Cây này có hoành 10 nha mình. Sơn xin giao lưu là 250k bao ship. Có form tàn tự nhiên luôn. Form tàn thiên nhiên. Hải châu lá nhỏ luôn nha mình nha. 359. 250k bao ship. 359 250k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Rồi mã số 360 200k bao ship nha mình. 360 200k bao ship. Thân nó cũng bằng cái bút lông đó nha mình. 360 200k bao ship hải châu lá nhỏ. Rồi cái này cũng đã kết thúc luôn. Kết thúc lô. Sơn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ Sơn nha. Nếu có thắc mắc gì thêm thì nhà mình cứ liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha. Nếu nhà mình chưa đăng ký kênh thì cho Sơn một lượt đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn nha.
Nếu có duyên thì mình cùng giao lưu với nhau. Rồi Sơn chân thành cảm ơn nhà mình.